tiếp cái bài thứ 40. Cái gì? Bài 46 xong rồi. À, xong bài 45 rồi phải không? Giờ tới bài 46 không? Bài 46 thì dễ thôi. Bài 46 nếu có này thì lưu ý chút á. Quá khứ bị lai đối động đúng không? Với người nào thời thọ ngữ sẽ không sanh với người ấy phải chăng? À, như đã nói rằng là sắc ngữ không từng sanh với người nào trong thế gian này, không có một chúng sanh nào mà năm ngữ không từng sanh hết đúng không? Cho nên chi pháp câu hỏi không có đúng không? À, chi pháp câu hỏi không có, cho nên chi pháp câu hỏi cũng không có, cho nên Phật đáp hạn chế là không có. Tức là trong thế gian này không có một chúng sanh nào mà năm ngữ không từng sanh hết. À, cho nên chi pháp câu mở là sắc quẩn không từng sanh với người. Sắc quẩn không từng sanh với người nào? À, chi pháp là không có. Không có. Mà chi pháp câu mở không có thì chi pháp câu hỏi sao câu? Không có. Để chi pháp câu hỏi. Chi pháp cũng không có. Đây là câu gì? À, tổng thông. Vẫn trên cái phần người đó hạn chế là không có. Lâu lắm mới gặp lại cái câu này. Sắc quẩn không từng sanh, trong cái gian này không có người nào mà nó ngủ không từng sanh cả. Cho nên chi pháp câu hỏi không có, cho nên chi pháp câu hỏi sẽ không có. Chi pháp không có thì đây là câu tổng công vấn, nên đáp hạn chế là phần đáp hạn chế là không có. Rồi vấn ngược. Hay là thọ ngữ không từng sanh với người nào? Thọ ngữ không từng sanh với người nào? Bây giờ chúng ta lập mê trình có câu hỏi. Thọ ngữ không từng sanh người nào? Ủa xin lỗi, thọ ngữ sẽ không sanh đúng không? Thọ ngữ sẽ không sanh. Với người. Đúng không? Thọ ngữ sẽ không sanh với người nào đúng không? Cái người nào mà thọ ngữ sẽ không sanh chỉ có người kiếp chót mà đúng không? Đúng không? Người kiếp chót.
nha, mỗi buổi sẽ công sanh của người nào chúng ta sẽ có là người kiếp chót này. Người kiếp chót không cõi vô sắc, bạn cũng đúng không? Rồi người tự tư đúng không? Đúng không? Rồi người kiếp chó cũng cõi ngũ uẩn, từng sanh không? Cũng từng sanh chỉ người thôi chứ không phải người cõi. Người cõi thì nó khác một chút, đúng không? Thì từng sanh cho nên Đức Phật Ngài đáp là từng sanh đây câu gì? Câu gì? Câu tiền. Chúng ta thấy tập trận tự chúng ta đáp bây giờ rõ hơn. Người kiếp chó trong cõi tứ ngũ uẩn, cõi ngũ uẩn đúng không? Ta lấy vậy là xong. Không có đúng không?
đã nói là trong thế gian này không một thứ sanh nào năm uẩn không từng sanh hết. Mà đây là thành thọ uẩn không từng sanh với người nào thì không có, đúng không? Thì tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? Chi pháp câu mở không có thì chi pháp câu hỏi cũng không có, cho nên Đức Phật đáp hạn chế là không có. Hiểu chưa này chưa? Thì vẫn ngược. Ngược. Tưởng uẩn sẽ không sanh, sẽ không sanh với người nào thời thọ uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? Này bây giờ chúng ta đây, tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào
không sanh trong cõi ấy phải chăng? Chúng ta coi là sắc quẩn không thường sanh trong cõi nào? Cõi nào mà sắc quẩn không thường sanh? Là cõi vô sắc đúng không? Sắc quẩn không thường sanh trong cõi nào thì chỉ có cõi vô sắc là sắc quẩn không thường sanh thôi, đúng không? Thì trong cõi vô sắc đó, họ quẩn sẽ không sanh phải không? Thế là sao? Câu hỏi là họ vẫn sẽ không sanh trong cõi. Thì sắc quẩn không thường sanh trong cõi, chúng ta trong cõi nào chúng ta thấy là trong cõi vô sắc là sắc quẩn không thường sanh đúng không? Mà trong cõi vô sắc á, họ vẫn có từng sanh không? Thế thì có sẽ sanh không? Có không? Nên Đức Phật này đáp là sẽ sanh. Đây là câu tiện thì vẫn đánh ngược lại. Cho nên chi pháp có hỏi là chi pháp câu mở là cõi vô sắc đúng không? Đúng không? Là chi pháp câu hỏi là không có đúng không? Đây là câu điều vấn cho tôi phải nói là sẽ sanh. Lấy rồi lập trình ra để tâm mình ngó vô phải thấy liền đúng không? Sắc quẩn không từng sanh trong cõi nào thì chỉ cõi vô sắc là sắc quẩn không từng sanh thôi. Mà trong cõi vô sắc thì họ quẩn sẽ sanh hay là sẽ không sanh? Sẽ sanh đúng không? Đây là đâu đắp ngược lại. Rồi. Nắm được chỗ này chưa? Cõi nào chúng ta lấy chi pháp rồi cõi nào mà
trong tam giới cõi nào mà thọ hưởng không thường sanh? Chúng ta thấy cõi vô thượng đúng không? Cõi vô thượng thọ hưởng không thường sanh đúng không? À, câu hỏi hữu quẩn sẽ không sanh trong cõi đó phải không? Trong cõi vô tử tự quẩn có sẽ sanh không? Không. Cho nên đây là câu gì? Cho nên đáp, anh đáp là phải. Vậy thì trong cõi vô tử thì tự quẩn sẽ không sanh đúng không? Thôi đáp là phải. Phải rồi. Giờ quẩn được. Câu mở tử quẩn không sẽ không sanh trong cõi nào mà tử quẩn sẽ không sanh? Trong cõi nào mà tử quẩn sẽ không sanh? Cũng cõi vô. Câu hỏi vì thọ quẩn không thường sanh trong cõi, trong cõi vô tử thọ quẩn có thường sanh không? Có không? Không, cho nên chúng phải đáp phải. Phải rồi. Vậy chi bát con mở chúng ta thấy là còn cõi vô tưởng không đúng không? Đấy không? Cái phần cõi này gọn quá đúng không? Nắm bắt được không? Nắm bắt được không? À, chúng ta qua tới người và cõi, đây người và cõi hơi chắc một xíu. Chúng ta thấy là trong cái phần mà đối lập đó thì chúng ta sẽ nhớ là lấy cái nhất là người và cõi, người tịnh cư, cõi tịnh cư thì năm quẩn không từng sanh rồi đúng không, mà cũng năm quẩn cũng không sẽ sanh với người đó trong cõi đó đúng không? Người tịnh cư, cõi tịnh cư năm quẩn không từng sanh rồi đúng không, mà năm quẩn cũng không sẽ sanh nữa đúng không? Bởi vì đây là cái người kiếp đó gián tiếp rồi đúng không? Phải chưa? Chúng ta phải lưu ý cho nó, cho nên đây chúng ta nghe sắc quẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào. Đây, cô mở sắc quẩn không từng sanh người chúng ta thấy là sắc quẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào. Chúng ta đây thì sắc quẩn không từng sanh như này phải làm, chúng ta thấy là người vô sắc khỏi vô sắc đúng không? Cái người vô sắc ở trong cõi vô sắc thì là sắc quẩn không từng sanh rồi đúng không? Thứ hai nữa là gì? Người tịnh cư cõi tịnh cư đúng không? Từng người trong cõi tịnh cư đúng không? Nè, thì mấy người này là cái người sắc quẩn không từng sanh rồi đúng không? Rồi, câu hỏi
bỏ vỡ sẽ không sanh người rồi. Ở đây đặt ra cái câu hỏi là hậu vững sẽ không sanh, chúng ta coi lại trên biểu thức trên cái người vô sắc này cõi vô sắc có hai người là người chỉ có đúng không, và người còn tái sanh đúng không, có phải không? Cái người kiếp chó thì không cũng sẽ không sanh đúng không, và cái người chuyên cư thì không cũng sẽ không sanh đúng không, nhưng mà cái người còn tái sanh, người vô sách còn tái khỏi vô sách còn tái sanh thì họ cũng sẽ sanh không, có không? Bởi cho anh cứ phần này mấy cái pháp này đã bác bỏ ở phía trước nè. Đối với người trong cõi vô cõi đối với người trong cõi vô sắc nha, đối với người trong cõi vô sắc mình còn tái sanh á thì sắc vẫn không từng sanh, nhưng họ vẫn sẽ sanh với những người ấy trong cõi ấy đúng không? Cái là cái người trong cõi vô sắc này, người còn tái sanh trong cõi vô sắc đúng không nè, sắc vẫn không từng sanh với người này trong cõi này đúng không? Nhưng họ vẫn sẽ sanh với người này trong cõi. Cái này anh Thiên Hoàng Kinh nói, đối với những người trong cõi vô sắc, sắc vẫn không từng sanh, nhưng họ vẫn sẽ sanh với những người ấy trong cõi ấy. Rồi Đức Phật này lấy những người chỉ bắt còn lại, còn đối với người trong cõi tịnh cư nha, người trong cõi tịnh cư đúng không? Người tịnh cư trong cõi tịnh cư. Với người trong cõi tịnh cư và người biết đó trong cõi vô sắc thì sắc vẫn không từng sanh và thọ vẫn cũng không sẽ sanh. Mấy người này biết đó là thọ vẫn sẽ không sanh rồi đúng không, người tịnh cư thọ vẫn sẽ không sanh rồi đúng không, đúng chưa? Chúng ta đây mọi người lấy cái hai cái gì đó để đáp chấp nhận ở thế biết sao. Nắm được chỗ này chưa? Nắm mất chỗ này chưa? Ta lấy chi pháp nè. Chi pháp cô mở à, cái con bát trước. Đối với những người trong cõi vô sắc, sắc vẫn không từng sanh và thọ, nhưng thọ vẫn sẽ sanh đúng không? Với những người ấy trong cõi ấy, Những người trong cõi vô sắc, những người là tam nhân ba tháng tu tập đúng không, đang sanh đang chết đâu bốn cõi vô sắc sẽ sanh lại trong cõi người ấy nào ở với bốn cõi vô sắc. Đúng chưa? Đúng chưa? Người trong cõi vô sắc mà, người đang sanh đang chết. Rồi, vô cõi vô sắc. B, câu hỏi này. Còn đối với những người trong cõi tịnh cư và người kiếp chót trong cõi vô sắc, sắc vẫn không từng sanh và thọ vẫn cũng sẽ không sanh. Thì người tịnh cư chúng ta sẽ có là ba tháng tu học đang sanh đâu năm cõi cư đang chết đâu bốn cõi cư đây. Bất lai thì đang sanh trong năm cõi tịnh cư, điều này rõ ràng chưa? Nhưng mà chết thì chỉ bất lai chỉ chết trong bốn cõi tịnh cư thôi, bởi vì cõi sắc xuất cảnh là cái vị là chết phải là A-la-hán đúng không? Chứ không còn bất lai nữa đúng không? Cho nên chỉ bất lai chỉ sanh được trong năm cõi tịnh cư, nhưng chết thì chỉ có bốn cõi tịnh cư thôi, từ cõi sắc xuất cảnh đúng không?
năm cõi thứ tư. Với năm cõi thứ tư này thì chúng ta lấy được chi pháp của người trên cõi thứ tư rồi, đúng chưa? Phải không? Để tiếp theo những người chỉ có cõi Bồ Tát thì chúng ta có là ba tánh vô học, đang sanh trong ba tánh vô học, là người chỉ có đi đang sanh trong bốn cõi vô sắc, bậc A La Hán đang vị tịnh trong bốn cõi vô sắc. Nên cái này nói chung nó là với bốn cõi vô sắc. Đây là người kiếp chót, hay cái khác là người kiếp chót trực tiếp, đúng không? Vì chúng ta còn cõi kiếp chót nữa, đúng không? Nếu mình thấy người cõi nhưng nó lại kiếp chót, chúng ta phải lấy người kiếp chót và cõi kiếp chót. Thì cõi kiếp chót chúng ta sẽ có là phàm tam nhân, ba tánh vô học, đang sanh, đang chết, trong bốn cõi vô sắc sẽ không sanh lại cõi người ấy đang ở. Với bốn cõi vô sắc thì chi pháp câu hỏi là B. Nay đâu hoàng bị vấn, cách đáp là kết luận phân tích trực tiếp. Thế lập trình được rồi, chúng ta sẽ trả lời được, mà trả lời được rồi chúng ta sẽ lấy được chi pháp, đúng không? Được chưa? Ở đây chúng ta có một cái chỗ cần nói thêm chút xíu. Nói thì tổng quát vậy, nhưng mà nếu mà nói ấy, chúng ta sẽ thấy có một cái vấn đề nhỏ nhỏ, nó không phải là sai đâu, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu rộng thêm. Đây, cái người kiếp chót cõi vô sắc mà gián tiếp á, tức là cõi kiếp chót á, chúng ta thấy là phàm tâm nhân ba tánh hội hợp đang tâm nhân chết trong bốn cõi vô sắc thì sẽ không sinh lại trong cõi này đang ở nữa. Chúng ta sẽ thấy là trong cõi phi tưởng thiên tưởng thì chúng ta thấy phàm, cái phàm người phàm trong cõi phi tưởng của người phàm ba nhân, đúng không? Thấy chưa? Đúng không? Ở trong cõi phi tưởng mà phàm tam nhân có không? Có. Rồi ba tánh vô học, đúng không? Thấy chưa? Trường hợp mà ba tánh vô học này chứng quả A-la-hán thì không nói rồi, đúng không? Hợp không chứng quả A-la-hán thì không cách nào mà không tái sanh được cõi đó được. Quý vị hiểu chỗ này không? Chỗ này chúng ta sẽ nói là sẽ không sinh lại cõi người ấy đang ở nữa. Sẽ không sinh lại nữa. Thì trường hợp phàm tam nhân ở trong cõi phi tưởng thiên tưởng không sinh lại cõi phi tưởng thiên tưởng, dễ hiểu rồi, đúng không? Nhưng bây giờ ba tánh hợp này, ba tánh hợp nếu trong cõi, trong cái kiếp ở cõi phi tưởng phi tưởng đó mà các ngài ta chứng quả A La Hán thì không còn gì để nói nữa, đúng không? Nếu như không chứng quả A-la-hán thì còn là tánh quả vô học thì phải sanh lại trong cõi phi tưởng thiên tưởng này, đúng không? Cho nên trường hợp này phải loại ra, không tính ba tánh vô học ở trong cõi phi tưởng thiên tưởng mà chỉ tính là phàm tam nhân mà thôi. Hiểu chỗ này không? Tại phàm tam nhân thì có thể không sanh lại trong cõi phi tưởng thiên tưởng, đúng không? Mà tánh vô học mà chưa chứng quả A-la-hán bắt buộc phải sanh lại cõi phi tưởng thiên tưởng, cho nên trường hợp này phải loại trừ ba tánh vô học trong cõi phi tưởng phi tưởng. Hiểu chỗ này không?
Thế là mở đọc cuốn này ra thôi, chứ không có gì hết. Với người nào trong cõi nào thì sắc quẩn không cùng sanh với người ấy trong cõi thế gian. Chúng ta sẽ chừng ra họ quẩn sẽ không sanh người cõi. Thì khi mà nói sẽ người thọ quẩn sẽ không sanh, thì chúng ta sẽ thấy là cái người chim chó là thọ quẩn sẽ không sanh, đúng không? Người chim chó cởi con sắt, cởi ngũ quẩn, rồi người định cư cởi định cư, đúng không? Người vô ngữ cởi vô ngữ, ví dụ em thấy là cái chi pháp là con ở là thọ quẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào, thì chúng ta sẽ có là người kiếp chó không cởi vô sắc cởi ngũ quẩn, đúng không? Rồi người định cư cởi định cư, đúng không? Rồi người vô ngữ cởi vô ngữ, đúng không? Thì như câu hỏi sắc quẩn sẽ không sanh, thế quân không từng sanh người cõi. Ở đây chúng ta thấy này, trong cái những người nào mà sắc quẩn sẽ không được sanh đây, chúng ta sẽ thấy là người định cư cõi định cư sắc quẩn không được sanh, đúng không? Phải không? Người kiếp chó cũng cõi vô sắc sắc quẩn không được sanh, đúng không? Nhưng mà người kiếp chó cũng cõi ngũ quẩn và người vô tưởng cũng cõi vô tưởng sắc quẩn có được sanh không? Có không? Ở trên phần thứ hai này đáp các ở phía trước mà đối với người kiếp chó trong cõi ngũ quẩn và người trong cõi vô tưởng họ quẩn sẽ không sanh, nhưng sắc quẩn từng sanh với những người ấy trong cõi ấy,
và Đức Phật lấy những phần còn lại là mỗi người trong cõi tương tư và người chỉ có trong cõi vô sắc, họ vẫn sẽ không sanh và tưởng vẫn và sắc vẫn không tự sanh. Tức là chúng ta sẽ lấy về như lời chi pháp của mở với người chiếm có trong cõi ngũ uẩn và người trong cõi tình cư, đúng không? Thì người chiếm có trong cõi ngũ uẩn chúng ta có là phàm tâm nhân, là người chiếm có trong bảy cõi ngũ uẩn. Rồi Phật A La Hán là người kiếp chó, có Phật A La Hán đang hiện tịch, không 17 có vô ngũ uẩn, với 17 cõi gì vô ngũ uẩn. Rồi đây là người kiếp chót trực tiếp, đúng không? Chúng ta có người kiếp chót gián tiếp là bốn phạm ba tánh hữu hậu đang sanh đang chết trong 21 cõi ngũ uẩn với 21 cõi ngũ uẩn trừ 5 cõi tình cư. Đó là chi pháp mở câu sẽ không sanh lại nữa nhé, mọi người sẽ không sinh lại trong cõi người ấy đang ở. Đó. Với hai người mất ở ngũ uẩn trừ năm cõi tương cư, đây là người kiếp chót gián tiếp thức từ cõi gián tiếp cõi kiếp chót, đúng không? Rồi chúng ta lên sân tâm A, cái cõi người cõi vô tưởng nữa, đúng không? Người đã có nhân đang sinh đang chết trong cõi vô tưởng với cõi vô tưởng đó. Xong câu A thì có câu B, còn đối với những người tịnh người trong cõi tịnh cư và người kiếp chót trong cõi vô sắc, họ vẫn sẽ không sinh và sắc vẫn cũng không tự từng sanh. Những người tịnh cư chúng ta đang thấy có là Phật Bất Lai, đúng không? Đang sinh trong năm cõi tịnh cư, đang chết trong bốn cõi tịnh cư trừ cõi sắc thức ăn. Phật A La Hán đang viên tịch trong năm cõi tịnh cư với năm cõi tịnh cư
đó là chúng ta mới lấy cái người tịnh cư trong cõi tịnh cư thôi. Để người trong cõi tịnh cư thì tiếp theo là người kiếp chót trong cõi, người kiếp chót trong cõi vô sắc. Ở đây chúng ta lên đây, người kiếp chót cõi vô sắc mình nói là ba tánh khổ hậu. Người kiếp chó đang sinh trong bốn cõi vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch trong bốn cõi vô sắc, mới bốn cõi vô sắc. Đây là người kiếp chót trực tiếp, tức là người kiếp chót. Thì còn khỏi kiếp chót nữa thì chúng ta sẽ có ba tâm nhân, ba thánh hữu hậu đang sanh, đang chết trong bốn cõi vô sắc, sẽ không sanh lại cõi người ấy đang ở với bốn cõi vô sắc. Nghĩa thì pháp câu hỏi một bề đây là câu hoàn nghĩa vấn, và cách đáp là kết luận phân tích trực tiếp. Vấn đề là chúng ta lấy được cái đặc tình nó được hay không, rồi chúng ta căn cứ lập được câu hỏi hay câu đi câu đáp, lấy đi câu đáp được chúng ta thì lấy chi pháp thôi, đúng không? Cũng không quá khó, cũng không mức độ mà phải cho người, đúng không? Chúng ta chịu lưu ý trước thì không từng sanh với người nào trong cõi nào. Đây. Họ vẫn không từng sanh người cõi. Câu hỏi. Thời thử vẫn sẽ không sanh người cõi. Để chúng ta lập trình nè, họ quẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào, thì chúng ta thấy họ quẩn mà không từng sanh người nào trong cõi nào thì chỉ có là người tịnh cư, cõi tịnh cư, đúng không? Phải không? Người tịnh cư cõi người không quẩn không từng sanh rồi, đúng không? Mọi người vô tưởng cõi vô tưởng, đúng không? Họ quẩn không từng sanh, đúng không? Có phải vậy không? Thì tưởng quẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi, phải chăng? Chúng ta thấy là tưởng quẩn có sanh với người tưởng quẩn tưởng quẩn không? Không. Rồi tưởng quẩn có sẽ sanh với người vô tưởng cõi vô tưởng không? Cũng không, đúng không? Nên tưởng quẩn đáp lại rồi. Bây giờ chúng ta lập trình ra được, chúng ta thấy cái người tịnh cư cõi tịnh cư là tưởng quẩn sẽ không sanh rồi, đúng không? Rồi, người vô tưởng cõi vô tưởng
thì tưởng ngưỡng cũng sẽ không sanh đúng không? Mà câu hỏi tưởng ngưỡng sẽ không sanh với người đó phải gọi đó phải chăng Đức Phật là đáp phải? Bởi là đây là câu hậu hậu vấn là chiên bát, chiên bát câu mở câu hỏi giống nhau. Đấy, người đứng cơ gọi đứng cơ thì chúng ta sẽ có là gì? Phật Bất Lai đang sanh trong năm cõi trung cư, đang chết trong bốn cõi trung cư, từ cõi sắc cánh đúng không? Rồi Phật A La Hán đang viên tịch trong năm cõi trung cư với năm cõi trung cư, rồi lấy người trung cư không phải trung cư rồi đúng không? Vậy chúng ta thấy nữa là người có tưởng cõi có tưởng là Phật Bất Lai Phật lợi phàm là cô nhân đang sinh đang chết trong cõi vô tưởng với cõi vô tưởng, xong rồi chúng ta thấy lập từng rồi chúng ta thấy cái chi pháp rất là gọn luôn, rõ ràng đúng không? Thì chúng ta có câu tóm lược sanh với người nào trong cõi nào, thời ông không từng sanh với người ấy trong cõi phải chăng? Ta nói là tưởng vững sẽ không sanh người cõi, thì chúng ta thấy là tưởng vững mà sẽ không sanh với người cõi thì chúng ta sẽ thấy có là cái người nào, tức là cái người hỏi mô sát hỏi mô ử người kiếp chó cởi mô sát hỏi mô ử rồi sẽ không thanh là người định cư ở định cư đúng không? Người vô tử chúng ta nhìn cái biểu thức là chúng ta sẽ thấy nè, cái người kiếp chó trong cõi vô sắc thì họ vẫn có từng sanh không? Người kiếp chó trong cõi vô sắc cũng có từng sanh không? Có không? Người kiếp chó trong cõi vô sắc họ vẫn có từng sanh không? Có. Cho nên chúng ta lấy hai cái này áp bắt bỏ ở với đầu này, đối với người kiếp chó trong cõi tứ quẩn cõi ngũ quẩn họ vẫn tưởng vẫn sẽ không sanh, nhưng họ vẫn từng sanh với những người ấy trong cõi đúng không? Đúng là với đầu mình đã bắt bỏ đúng không? Rồi Đức Phật này lấy cái người còn lại, còn đối với người trong cõi tịnh cư thành người trong cõi vô tưởng tưởng vẫn sẽ không sanh và họ vẫn cũng không tự xanh. Anh cái này chưa? Chúng ta lấy chi pháp còn mở. A bằng với người chiếc chót
Ở ngũ uẩn thì chúng ta có bằng thanh nhân. Mọi người kiếp trước đang sinh trong 17 cõi ngũ uẩn. Kiếp chót trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, đúng nha. Người đây là cái người kiếp chót trong cõi người kiếp chót gián tiếp á, người cõi gián tiếp á. Bây giờ chúng ta câu ba tiếp. Câu B.
ta thấy rằng trong cái sáu thời của phục sinh đó, là hiện tại nè, quá khứ nè, vị lai nè, hiện tại quá khứ nè, hiện tại vị lai nè, và quá khứ vị lai, đúng không? Sáu thời, trong sáu thời này Đức Phật thì luân chuyển cho chúng ta thấy là năm quẩn nó cứ sanh lên rồi nó diệt đi. Có những lúc mà không có mặt nó, ví dụ như sắc quẩn, có những cái lúc mà chúng ta thấy rằng nó sao không có ở trong cõi vô sắc, đúng không? Mà có những lúc danh quẩn nó không có mặt ở trong cõi vô tưởng, đúng không? Thì chính những cái đó cho chúng ta có một ý niệm rằng nó không phải là mất, nếu nó không diệt mất đi, nhưng mà nó thiếu cái điều kiện để mà nó sanh lên. Một trong những điều kiện mà năm quẩn sanh lên đó chính là gì? Nó chính là cái cõi. Cái cõi này thì ví dụ như cõi ngũ quẩn thì điều kiện đó để cho năm quẩn nó đủ sanh lên, đúng không? Nhưng mà cõi tứ quẩn nó chỉ có điều kiện đủ để cho bốn quẩn sanh lên thôi, nhưng mà sắc quẩn không thể sanh lên được. Mà cõi vô tưởng nó chỉ có đủ điều kiện để sắc quẩn sanh lên thôi, mà nó không có những cái điều kiện như danh quẩn sanh lên. Cho nên trường hợp này Đức Phật này cho chúng ta thấy những cái cõi như vậy đó, để gì? Để chúng ta bỏ đi, loại trừ đi một cái chướng ngại đầu tiên, đó chính là đây là cái cửa ải đầu tiên mà cái người muốn chứng đạt đạo phải loại trừ cái tà kiến này ra đi. Trong cái đoạn kiến nó có là vô nhân kiến. Hay. Cái trường hợp mà sanh lên cái vô nhân kiến đó là do những vị sa môn đàng hoàng có thắng trí đàng hoàng, những vị bà la môn có thắng trí đàng hoàng tu tập chứng được cái túc mạng minh. Tức là nhớ là cái quá khứ đó, khi mình đi nhớ tới kiếp vô tưởng hết thì hết nó thấy nữa rồi. Tại vì từ ai đây, đúng không? Bây giờ mình nói về quá khứ nè, thì giờ quá khứ tới đây nhớ thì khoảng chừng 10 kiếp đi, 10 kiếp sống á. Tới đây cái kiếp này cái là thanh cõi vô tưởng, cõi vô tưởng mà nó cõi nữa là năm chục kiếp hết. Đâu có thể nhớ được, phàm nhân có thể nhớ được về 500 kiếp tới đó đâu. Phàm nhân mà có thánh trí đó, mà người ngoài Phật giáo cũng là những người mà chưa có nghi Tam Bảo đó, mọi người ngoài Phật giáo đó, thì phàm nhân này á chỉ nhớ được về dưới một kiếp tới đó thôi, một kiếp tới đó. Còn phàm nhân mà có nghi Tam Bảo rồi, mình nguyện mà đạt tới thì chứng quả A La Hán thôi. Hay là hén thôi. Thì người này chỉ để nhớ được là 10 kiếp đó. 10 kiếp đó, quý vị thấy rồi, chứng đạt mà nguyện mình chứng là A La Hán thôi đó. Mà cái sức mình bất bất mạnh lên mình nhớ lại cái thân tướng đó, được có 10 kiếp đó. Mà hơn cái ngoại đạo chỉ nhớ được có dưới 1 kiếp đó. Cho quý vị thấy cái nền tảng tâm quy và cái ước nguyện mà A La Hán mình á, nó nâng cao cách nâng cao cái trí mình lên rất là cao, đúng không? Cái người thường nguyện A La Hán mà thượng thủ kinh văn hay thượng thủ á, đại đệ tử hay thượng thủ á, nhớ được 20 kiếp đó. Còn phàm nhân là Bồ Tát á, mà nguyện chứng quả Phật giác á, quả Phật độc giác á, nhớ được 30 kiếp đó. Còn Bồ Tát chánh đẳng giác á, nhớ được 40 kiếp đó. Là phàm nhân á, mà nguyện chánh đẳng giác á, nhớ được 40 kiếp đó. Nha. Còn phàm nhân mà nguyện chứng quả độc giác nhớ được 30 kiếp đó. Còn nguyện mà đánh thành phẩm nhân thì nhớ được 20 kiếp tới đất, vân vân. Vậy như em tới đây nè, nhớ cho dù là Bồ Tát chánh đẳng giác, nhưng mà ở trên đây không có cái nghĩ đến cái trường thường hay là đoạn nhưng mà cái phạm vi những gì thánh trí á,
mà ngoài Phật giáo thì nó được ở đây, nó được ở đây tại vì thấy mất, thấy mất rồi vậy đó mới nói à cái này tới đây không có đúng không, rồi tự nhiên sinh ra đây đúng không, cho nên do anh em biết là do tâm kiến là không có nguyên nhân nào sanh lên hết, không có nguyên nhân nào sanh lên. Cho nên đó là cái một cái bài kiến đó là Đức Phật ngày dạy cho chúng ta thấy rằng những cái uẩn, như là danh uẩn không có trong cõi vô tưởng, hoặc là sắc uẩn không có cõi vô sắc, để chi? Để thấy được cái điều kiện làm duyên cho nó tăng lên là do cái cõi đúng không? Thì gọi ra để gọi từ cái vô kiến này tới đoạn kiến, thường kiến này. Bây giờ đây hai cái này nữa là cái quan trọng. Và năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức bảo rằng thường cũng không đúng, tại vì thường sẽ được nó có bị tiêu diệt mà nó bị hoại diệt đúng không, cái công cái sanh nó có cái diệt đúng không, chúng ta có từ từ hợp những chiêu pháp rồi đang diệt đúng không, tại bao nhiêu đây thì bảo rằng thường cũng không được, mà bảo rằng đoạn không được, mà nó chỉ thiếu duyên cận hành của nó mà thôi nha. Thì mình cho nên á, nếu gặp duyên thành sanh lên thì nó sẽ có mặt đúng không, mà một trong những cái duyên đó chính là cái cõi. Thứ hai nữa tập thì chúng ta lấy chi pháp, lấy chi pháp có một con tử nói họ tại sao phải lấy chi pháp, thật sự lấy chi pháp là rất quan trọng, tại lấy chi pháp đó là chúng ta lấy ra được cái thực tướng của cái pháp đó. Yeah. Nếu mà không lấy được chi pháp thì chúng ta sẽ không biết nó là hữu vi hay là vô vi, không biết được nó là danh hay là sắc, lấy được nó là chúng ta phải biết được nó là cái hữu vi. Ví dụ như người nói như là có vị nói rằng cái gì cũng bị vô được thôi, nhưng cái tánh biết đó nó là thường nha. Yeah. Chính cái điều này mới sai lầm. Bây giờ chúng ta lấy cái chi pháp, cái quan trọng cái chi pháp này để mình xác định nó là hữu vi hay vô vi cái đã. Chỉ có vô vi mới là thường thôi đúng không? Yeah. Và hữu vi thì phải là vô thường đúng không? Giờ lấy cái tánh biết này, tánh biết. Vị đó nói rằng cái tánh biết này là thường, nhưng mà thật sự ra giờ chúng ta lấy chi pháp, cái quan trọng chúng ta lấy chi pháp. Giờ cái tánh biết này là lấy chi pháp của nó nè, để chúng ta sẽ thấy nè. Cái tánh biết này nè, lấy chi pháp thứ nhất là cái biết này do tưởng, được không? Cái biết là do tưởng được không? Cái biết là do thức được không? Được không? Cái biết là do trí được không? Phải không? Mà khi thấy chi pháp là chúng ta thấy thực tướng của cái tấm biết này hoặc là do tưởng, hoặc là do thức đúng không? Hoặc là do trí đúng không? Có ba cái biết mà, biết do tưởng, biết do trí, biết do thức đúng không? Thì ba cái này nó là hữu vi hay vô vi? Nó hữu vi hay vô vi? Mà hữu vi thì phải vô, được rồi, hiểu cái này vậy? Ấy đã lấy được cái chi pháp ra thì xác định nó là hữu vi hay vô vi, mà đã là vô vi thì nó là đã là hữu vi thì nó phải vô, được rồi, cho nên tánh biết này cũng là vô rồi. Ngay cả cái trí này của Đức Phật chánh như giác thường hay vô thường, cũng vô thường. Có những lúc nha, ngài an trú tâm trong cái thiền quả được không? Mà khi mà ai cứ tâm trong thiền quả, tâm chỉ bắt được một cảnh mà thôi, cảnh là cảnh niết bàn thôi đúng không, thì cái trí thì đâu có, nhưng cái trí thì đâu có sử dụng được, thì đã không sử dụng được nó cũng mất đi đúng không, thì nó là vô thường. Cho nên do chỗ này chúng ta thấy rằng khi mà cho rằng cái uẩn một uẩn nào thường cũng không đúng, mà cho rằng đoạn cũng không đúng, mà nó sẽ sinh lên. Cho nên loại trừ bảo rằng thường cũng không phải, mà bảo rằng đúng đoạn cũng không phải, thì mình loại trừ nó ra được, nó sinh lên do duyên đúng không, là sao cắt đứt được cái duyên của nó, cắt đứt cái duyên đó nè. Chứ là họ uẩn sẽ không sanh với người nào, chúng ta biết bậc a la hán như bậc trời thì nó sẽ không sanh lên, cắt được cái duyên của nó không còn cõi nữa, hiểu cái này không? Nhờ đó mình đẩy đi tà kiến hết, đẩy là kiến là đây là cái nút chặn đầu tiên để chứng đạt đạo à. Không đẩy đi tà kiến thì không thể là chứng đạt đạo được. Bậc Phật chỉ luôn từ được cái tà kiến cái đồ người nghi đúng không, đây là cái gãi đầu tiên. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái sinh diệt sinh lên của nó
bây giờ như chúng ta còn không còn nghi ngờ thì cái sinh này đó là đẩy đi, để đẩy đi, phá vỡ đi cái tà kiến và cái hoài thầy nghi đó, để lập nền tảng cho cái cận duyên, cho cái tâm đạo sẽ sanh lên sau này nha. Đó là Đức Phật Ngài giảng về cái phần sanh như vậy. Tiếp theo Ngài sẽ giảng về phần phần việc, thì tiếp phần việc quý vị thấy là trong phần sanh nó có việc nha. Cái này duyên chấm dứt á, tức là điều gì a la hán, người chết chót hoặc vị a la hán á thì lại chấm dứt, thì đang diệt tại tại đâu, tại đâu, đúng không? Thì trong phần sanh nó có diệt để cho chúng ta thấy rằng cái đang sanh lên nó sẽ chuẩn bị diệt, nó sẽ chuẩn bị diệt, thời gian nào chưa diệt thì nó tới đó, nó sẽ tới, nó phải diệt, để cho chúng ta có ý niệm thì không có bám víu nó. Ở trong bám víu nó thì chúng ta từ từ gạt bớt đi cái ái kiến thức của nó, hiểu chỗ này không? Chúng ta yêu thích về năm uẩn nữa nè. Đó là cái ý của Đức Phật Ngài giới thiệu về phần sanh như vậy. Nên là chúng ta tiếp vào phần việc thì cũng có một cái ý khác nữa, là chúng ta phải hồi hướng đi.